Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Khế Trơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội cho biết, có khoảng hơn 300.000 Phật tử thường xuyên tham gia tu học ở hơn 2.700 đạo tràng trong cả nước. Ngành Hướng dẫn Phật tử đặt trọng tâm vào việc tu học chánh pháp, đổi mới cách thức tổ chức các Phật sự. Trong nhiệm kỳ 9, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội gồm 6 vị trong ban chứng minh, 44 vị thường trực và 53 ủy viên. Hòa thượng Thích Khế Trơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đảm nhiệm trưởng ban. Nhiệm kỳ mới, với 9 phân ban và các tiểu ban chuyên trách, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội sẽ tập trung thực hiện 16 điểm trọng tâm trong công tác Phật sự, tập trung triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Phật giáo toàn quốc, tổ chức khóa tu, khóa hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên ngành hướng theo khu vực và cả nước.